48. Phẩm thành biện. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, vì việc lớn nên xuất hiện ở thế gian, vì việc không thể nghĩ bàn nên xuất hiện ở thế gian, vì việc không thể tính lường nên xuất hiện ở thế gian, vì việc không số lượng nên xuất hiện ở thế gian, vì việc không gì sánh bằng nên xuất hiện ở thế gian. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, như ông đã nói. Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì việc lớn nên xuất hiện ở thế gian, cho đến vì việc không gì sánh bằng nên xuất hiện ở thế gian. Vì sao? Thiện hiện vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thành tựu Bố Thí Ba La Mật Đa, cũng thành tựu tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, thành tựu pháp nội không, không của các pháp nội tại, thành tựu pháp ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, không không, không của không, đại không, không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tự cộng tướng không, không của tự cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tính không, không của vô thể, cái không tồn tại, tự tính không, không của tự tính, vô tính tự tính không, không của vô thể của tự tính của cái không tồn tại. Thành tựu chân như, cũng thành tựu pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Thành tựu thánh đế khổ, cũng thành tựu thánh đế tập diệt đạo. Thành tựu bốn tịnh lự, cũng thành tựu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Thành tựu tám giải thoát, cũng thành tựu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Thành tựu bốn niệm trụ, cũng thành tựu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Thành tựu pháp môn giải thoát không, cũng thành tựu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Thành tựu thập địa tam thừa, cũng thành tựu thập địa bồ tát. Thành tựu năm loại mắt, cũng thành tựu sáu phép thần thông. Thành tựu mười lực của Phật, cũng thành tựu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Thành tựu 32 tướng đại sĩ, cũng thành tựu 80 vẻ đẹp. Thành tựu pháp không quên mất, cũng thành tựu tánh luôn luôn xả. Thành tựu tất cả môn đà na ni, cũng thành tựu tất cả môn tam ma địa. Thành tựu quả dự lưu, cũng thành tựu quả nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề. Thành tựu tất cả hạnh đại bồ tát, cũng thành tựu chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thành tựu trí nhất thiết, cũng thành tựu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện hiện như sát đế lợi quán đảnh đại vương, oai đức tự tại chiến thắng tất cả, đem các quốc sự giao phó đại thần, rồi thong dong nhàn rỗi an ổn vui vẻ. Như Lai cũng vậy, là đại pháp vương, oai đức tự tại chế ngự tất cả, đem pháp thanh văn hoặc pháp độc giác, hoặc pháp bồ tát, hoặc pháp chư Phật đều quy về Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Do đó, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa đều thành tựu tất cả sự nghiệp. Thế nên, này thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì việc lớn nên xuất hiện ở thế gian, cho đến vì việc không gì sánh bằng nên xuất hiện ở thế gian. Lại nữa thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với sắc không thủ, không chấp, nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với thọ tưởng hành thức không thủ, không chấp, nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với nhãn xứ không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với sắc xứ không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với nhãn giới không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với sắc giới không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với thanh hương vị xúc pháp giới không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với nhãn thức giới không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp.
Đối với nhĩ tĩ, thiệt thân ý thức giới không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với nhãn xúc không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với các thọ do nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với địa giới không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với thủy hỏa phong không thức giới không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với vô minh không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với bố thí ba la mật đa không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp, cho đến đối với bát nhã ba la mật đa không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với pháp nội không không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp, cho đến đối với pháp vô tính tự tính không không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với chân như không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp, cho đến đối với cảnh giới bất tư nghì không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với thánh đế khổ không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với thánh đế tập diệt đạo không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với bốn tịnh lự không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với tám giải thoát không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với bốn niệm trụ không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp, cho đến đối với tám chi thánh đạo không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với pháp môn giải thoát,